Cô xin mến chào các con. Bây giờ chúng ta lại cùng tiếp tục ôn thêm một bài nữa cho buổi học ngày hôm nay. Đó chính là letter P. Letter này người Việt mình đọc sai rất là nhiều. Các con lưu ý cho cô, mình đọc thì mình sẽ bỏng mo lại cho cô. P. 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 Không đọc là B nha. Cô nói với cô P. 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 Ok. Rồi, trong letter P này chúng ta sẽ có các cái từ vựng như sau. Thứ nhất đó là quả này là quả đào. Quả đào mình sẽ đọc là peach. 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 Nhìn chữ đọc cho cô nè. Peach. Peach. Chữ chờ. Từ hai đó là cây bút máy hoặc là cây bút bi đều đọc giống nhau, đó là pen. Bấm môi theo cô nè. Pen. 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 Ok. Nhìn chữ này rất là giống tiếng Việt nha con. Pen. Pen. Rồi từ thứ ba đó là từ con gấu trúc. Con hay đọc là panda nhưng sai rồi nha, đọc là heo cô. Bấm môi. Panda. Panda. Bấm môi cho cô. Panda. Panda. Không đọc panda ha. Panda. 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 Từ thứ ba đó là quả thơm hay quả dứa thì mình sẽ đọc là pineapple. 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 Nhìn chữ đọc theo cô nè. Pineapple. 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 Và bây giờ chúng ta áp dụng mẫu câu của ngày hôm nay với bốn từ vừa học nha. Thứ nhất đó là cô giới thiệu một câu, đây là một câu hỏi nha con. Và một câu hỏi lúc nào cũng sẽ có chữ is đến đầu câu. Is that your, is là that là đó, your là của bạn hoặc của các bạn. Vậy bây giờ cô sẽ khép từng từ vào đây cho cô. Được chưa? Is that your pineapple? Is that your pineapple? Đó là quả dứa của bạn phải không? Is that your painter? Lên giọng một cuối câu cho cô. Is that your painter? Đó là con gấu trúc của bạn phải không? À, mình thấy khi viết rất dưới đất mình sẽ hỏi sao các con. Hỏi sao cho ngầu nè. Is that your pen? Is that your pen? Đây là, đó là cây bút máy của bạn phải không? Ok, hôm qua giảng bài hôm nay tiếng cô Khang rồi đó. Is that your peach? Is that your peach? Is that your peach? Đó là quả đào của bạn phải không? Quả đào nha. Rồi cùng đọc lại mỗi câu này không có hình ảnh nào. Is that your peach? Is that your pen? Is that your panda? Is that your pineapple? Is that your pineapple? Được chưa nè? Cô chúc các con có một bài ôn ở nhà thật kỹ lưỡng và thành công nha.